Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam tiếp tục sách nhiễu người dùng Facebook AFA Tiếng Việt ngày 24 tháng 9 loan tin Đồng Nai phạt 30 triệu đồng người đàn ông chia sẻ thông tin xúc phạm lãnh tụ trên Facebook AFA cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Quy 30 triệu đồng trong ngày 24 tháng 9, vì cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc trên không gian mạng, công an Đồng Nai còn buộc ông này phải gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm. Đại diện phòng BA05 cho truyền thông hay, trước đó đã phát hiện tài khoản Facebook Nhật Quang của ông Quy thường xuyên đăng tải các thông tin có nội dung xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và uy tín của các lực lượng công an nên đã phối hợp với thanh tra Sở Thông tin Truyền thông và công an thành phố Biên Hòa tiến hành mời ông Quy về trụ sở làm việc, hình ảnh bản tin trên AFA. Tại công an Đồng Nai, ông Quy đã thừa nhận do bản thân nghiện ma túy nên tinh thần không được tỉnh táo, thường xuyên truy cập vào các trang có nội dung xấu trên mạng xã hội, không nêu rõ tên cụ thể của trang mạng nào nên đã tin vào và chia sẻ lại các thông tin trên Facebook cá nhân của mình. Trước đó, ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Vũ Ngọc Sửu, sinh năm 1973, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, một năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Lý do, bà Sửu dùng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân tên Vũ Ngọc chia sẻ, đăng tải 3 bài viết có nội dung phỉ bán đảng Cộng sản, xúc phạm nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Năm 2022, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng đã xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng đối với hai Facebooker đăng thông tin vu khống xuyên tạc xúc phạm uy tín lãnh đạo Đà Nẵng và các tổ chức. Cụ thể là ông LTH, chủ tài khoản Facebook LH, bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín lãnh đạo của một số tổ chức ở Đà Nẵng. Đồng thời ông cũng bị yêu cầu gỡ bài. Ông LTH cũng đã lưu trữ và tương tác với tài khoản LD. Vì vậy Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội xử phạt hành chính đối với Facebooker LPD 7,5 triệu đồng. Năm 2020 Facebooker mã Phùng Ngọc Phú 28 tuổi, bị tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tuyên án 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hình ảnh 4 người ở tỉnh Gia, Thanh Hóa bị xử phạt hành chính vì nói xấu lãnh đạo. Cơ quan an ninh điều tra xác định, anh Phú đã sử dụng tài khoản Facebook nói trên để đăng tải, chia sẻ 14 bài viết không đúng sự thật về đại dịch Covid-19 và xuyên tạc phỉ bán nhà nước, thậm chí còn bình luận bôi nhọ xúc phạm lãnh đạo đảng và nhà nước. Năm 2019, huyện tỉnh Gia, Thanh Hóa đã xử phạt hành chính 4 người vì nói xấu các vị lãnh đạo đảng, nhà nước và lực lượng công an huyện tỉnh Gia tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng. 4 người bị công an huyện tỉnh Gia phạt hành chính với mức tiền 7,5 triệu đồng mỗi người, tổng số tiền là 30 triệu, gồm Lê Quang Cường sinh năm 1979, ngụ ở xã Hải Yến. Nguyễn Thị Loan sinh năm 1991, ngụ ở xã Trúc Lâm. Lê Khắc Linh sinh năm 1982, ngụ xã Phú Lâm. Và Đặng Nguyên Tùng sinh năm 1994, ngụ xã Nguyên Bình, huyện Tỉnh Gia. Cần nói rõ việc người dân phê phán chỉ trích lãnh đạo chính là thực hiện quyền dân sự và chính trị của họ. Quyền này đã được công nhận trong tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên. Như vậy, khi nhà cầm quyền Việt Nam xử lý hành chính hay hình sự đối với những người dám lên tiếng phê phán chính quyền là họ đã chà đạp lên nhân quyền của người dân và Công ước Quốc tế mà họ đã ký kết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam tiếp tục sách nhiễu người dùng Facebook. Lê Văn Mạnh bị thi hành án, bất chấp lời kêu gọi của EU và phản ứng của dư luận. AFA Tiếng Việt ngày 22 tháng 9 cho biết, tử tù Lê Văn Mạnh bị thi hành án tử hình vào sáng ngày 22 tháng 9. Theo đó, tử tù Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án tử hình vào sáng ngày 22 tháng 9 sau hơn 18 năm kêu oan trong một vụ án có nhiều tình tiết bằng chứng không rõ ràng mà theo các luật sư là không đủ để kết tội. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn Facebook của luật sư Lê Văn Luân thuộc văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ở Hà Nội, nơi gia đình của tử tù Lê Văn Mạnh đã đến nhờ nộp đơn kêu oan hôm 20 tháng 9 cho biết. Tin và văn bản chính thức cho biết bị án Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án tử hình vào sáng ngày 22 tháng 9 2023. AFA cho hay trên các trang mạng Facebook đồng thời đăng tải một văn bản trích lục khai tử đề ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết tử tù Lê Văn Mạnh sinh năm 1982 đã chết vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại nhà thi hành án tử hình Công an tỉnh Hòa Bình. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9, gia đình tử tù Lê Văn Mạnh đã nhận được giấy báo có chữ ký của Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh thanh Hóa về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Lê Văn Mạnh. Ngay sau khi nhận được tin này, AFI cho biết gia đình tử tù Lê Văn Mạnh đã nói họ không chấp nhận bản án vì đây là án oan sai và tiếp tục ra Hà Nội để kêu oan cho con. Hình ảnh trích lục khai tử của Lê Văn Mạnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Năm 2005, khi mới 23 tuổi, Lê Văn Mạnh bị kết tội tử hình về hành vi hiếp dâm và giết một nữ sinh ở Cùng Thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong vụ án xảy ra hồi đầu năm đó. Ai phải dẫn lời kể của bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh, cho biết Trong đúng ngày xảy ra vụ án, bà Cùng Mạnh giúp chuyển đồ cho con gái bà cả ngày. Khi trở về nhà vào chiều muộn, thì mới nghe tin thiếu nữ ở Cùng Thôn tên Lan bị giết chết bà cho biết vì quần áo của con trai mình đã đem đi giặt trước đó nên mạnh buộc phải mặc quần đùi rách để ra sông phụ giúp mò xác người xấu số người trong thôn mò được xác mạnh lên bờ với cái quần rách đó nhưng sau đó cởi ra vứt vào bụi cây để mặc quần khác vì bị trêu khi công an về khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường họ tìm thấy cái quần đùi rách của mạnh cách đó không xa cho rằng đó là quần của thủ phạm và từ đó họ bắt người thanh niên này Vụ án xảy ra ngày 21 tháng 3 năm 2005, nhưng đến ngày 20 tháng 4, công an Thành Hóa mới bắt mạnh về cáo buộc cướp tài sản trong vụ án khác xảy ra ở Đồng Nai. Sau 4 ngày bị tạm giam, Lê Văn Mạnh tiếp tục bị khởi tố bị can về cáo buộc giết người, hiếp dâm trẻ em vì một lá thư gửi cho gia đình thú nhận hành vi phạm tội. Hình ảnh tử tù Lê Văn Mạnh trước khi bị bắt. Bà Việt cho biết con trai bà kể lại bản thân đã bị điều tra viên tra tấn đánh vào chỗ hiểm để buộc phải nhận tội và Mạnh phải viết giấy nhận tội theo ý của điều tra viên nếu không khó có thể bảo toàn tính mạng. Trong các phiên tòa, Mạnh liên tục kêu oan. Luật sư của Mạnh yêu cầu giám định thân thể của bị cáo để xác định liệu có bị tra tấn trong quá trình điều tra hay không, nhưng tòa bác bỏ. Ai phải cho biết thêm, ngày 21 tháng 9, Phái đoàn Liên minh châu Âu, EU, Cùng với đại sứ quán của Canada, Vương quốc Anh, Vương quốc Na Uy tại Việt Nam đã ra tuyên bố chung kêu gọi Hà Nội dừng việc thi hành án đối với Lê Văn Mạnh. Đây là tuyên bố chung thứ hai của EU và Anh quốc, Na Uy, Canada về án tử hình ở Việt Nam trong 2 tháng gần đây. Cuối tháng trước, các quốc gia trên đã ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Việt Nam dừng thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng người cũng bị kết tội giết người trong một vụ án hình sự xảy ra ở Hải Phòng năm 2007, AFA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo d với bản tin Lê Văn Mạnh bị thi hành án bất chấp lời kêu gọi của EU và phản ứng của dư luận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thờ thời báo chấm d